Sukhi Hoan Tu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya sa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta jani dukha phaya patta jani phaya soka patta jani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàng Khầy. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được cho sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên một quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Dạ, bây giờ là 4 giờ 28 phút sáng giờ Việt Nam, vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Không biết sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có thì xin cho con một bàn tay để con biết tín hiệu để nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình học bài kinh Pháp Cú sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàng Khầy. Con chưa thấy bàn tay của sư, con cầm mic đỡ cho sư một chút. Đến đúng giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Con xin xuống mic kính nhường cho sư.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Khai. Cho tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam, tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 24. Trước khi bước vào đề tài ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tầm bảo Bụt Thù Ma Hê Sì A Ra Hằng Tát Tha Gá Tô Lô Bụt Tâm Mô Sắp Bá Gá Lù Hí Chê Tha Cô Lô Cá Sê Sá Thà Chá Na Đầm Má Cô Quý Đô Hoành Đà Má Hành Tăng Ná Ra Phù. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não xóa chăng, tối thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Chư đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sá vi nà khá rô cô sáp bà nhu bút thóc bất đi phù tí sanh nhá tô hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như lai tươi sáng, vạt màng, bộ minh, phá tan, làm lạc dũng sinh, đại nhân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đảng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sang khổ, quý số thổ, số quá ta xa xa, quốc tổ, xích khả, số cà mô, quá ra thầm, mất xích khả cổ, niền đà, bất sang xa, đi hà nà, đá rồ, quá rồ, hoành đà, mất hành tầng, nó ra phù. Cái này giác cần tâm bảo văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, tham nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng thi, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tây tê chê nó sẽ khả mê ê tu quá tha năng tá xa bi à nó phà quê nó sa hát xa dê nó sẽ chặt tốt. Cầu xin đảm bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 24. Uttha navato sati mato. Uttha navato sati mato. Uttha navato sati mato. Câu số 2. Suci kammasani sammakarino. Suci kammasani sammakarino. Suci kammasani sammakarino. Bây giờ chúng ta ôm lại hai câu này. Uttha navato sati mato suci kammasani sammakarino. Uttha navato sati mato suci kammasani sammakarino. Uttha navato sati mato suci kammasani sammakarino. Bây giờ chúng ta đi qua câu 3 và câu 4. Sanh nhá tá sa tham ma chi vi nô. Sanh nhá tá sa tham ma chi vi nô. Sanh nhá tá sa tham ma chi vi nô. Và câu cuối cùng. Áp ba mắt ta sa ya so pi wat tha ti ap ba ma ta sa ya so pi wat tha ti ap ba ma ta sa ya so pi wat tha ti. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4.
sanyatassa dhamma jivino appamattassa yaso khivatthati sanyatassa dhamma jivino appamattassa yaso khivatthati sanyatassa dhamma jivino appamattassa yaso khivatthati. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới, đưa bài vỡ lên để cho cái chiếc lá mùa xuân thấy cho rõ ha. Uthana vato sati mato suti kammasani sammakarino sanyatasa thammachi vino appamattasa yaso khivat thati uthana vato sati mato suti kammasani sammakarino sanyatasa thammachi vino appamattasa yaso khivat thati. Như vậy thì chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách thì chúng ta đọc liền một hơi, cách thứ hai chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Uthana vato sati mato suci kammasani sammakarino sanyatasa dhammachi vino appamattasa yaso khivatthati. Cách đọc thứ hai là cách chúng ta đọc liền một hơi ha. Uthana vato sati mato suci kammasani sammakarino sanyatasa dhammachi vino appamattasa yaso khivatthati. Như vậy có hai cách đọc ha. Trường âm đoạn âm quý vị chú ý. Rồi bây giờ trong cái lối kể thì bài này tùy theo mỗi người, nếu gọi là kể thì sao cũng được. Nhưng mà chúng ta đọc mà tự mình khen hay á, thì đó là một cái điều quan trọng. Không cần người khác khen ha. Kể có nghĩa là tự mà đưa mình coi như cảm thấy rằng mình kể. Còn nếu mà không quan hệ nghiêm túc thì chúng ta đọc giọng kinh ha. Này kể là không bắt buộc này, làm sao cũng được. Mà bài này tương đối khó kể chứ. Uthana vato sati mato suci kammasani sammakarino sanyatassa dhammachi vino
sân trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, chi trường âm thông thượng, quý đoạn âm, nô trường âm thông thượng, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mát tát hai trường âm nhấn, xá giá hai đoạn âm, xô trường âm thông thượng, phí đoạn âm, quách trường âm nhấn, thá đoạn âm, tý đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại hai câu 3 và 4. Sân nhá tát sa tham mát chi vi nô áp ba mát tát sa ya so phi quát tha ti. Dạ, con đọc lại hết bài. Uttha na wa to sati mát to su chi cầm mát sa ni sam mát ca ri nô sân nhá tát sát tham ma chi vi no áp ba ma tát sa ya so phi wat tha ti ut tha na wat to sát ti ma to su chi cam mat sa ni sam ma ca ri no san nya tát sát tham ma chi vi no áp ba ma tát sa ya so phi wat tha ti. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uthana wa so to. Con kể lại. Uthana wa to sati ma to su chi mat sa ni sam ma ka ri no san nya tat sa tham ma chi vi no áp ba mát tát sa ya so phi quát tha ti. Dạ, con xin kể lại. Út tha na wa to sa ti ma to su chi cam mát sa ni sam Makarino Sanyatatsa Thammachivino Appamattat Sayaso Phiwattati. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Nghe một người, hai người. An nhiên cho bông qua, không cho bao trong qua là nghe được rõ. Nghe rõ, nghe rõ kìa đó. Quá chừng nhiều người nghe rõ luôn. Cảm ơn nha. Thưa sư và quý vị, con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 24. Trời ơi, ông An Nhiên và con nghe rõ. Trời ơi, đừng có xin con với tôi. Trời ơi, không dám, không dám. Kinh Pháp Cú số 24. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammasani Sammakarino Sanyatasathammachi Vino Appamattasayaso Vivakthati. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammasani Sammakarino Sanyatasathammachi Vino Appamattasayaso Vivakthati. Đọc lần lần nữa đi. Hình như cái câu số 4 đọc không đúng.
Uttha Navato Sati Mato Suchi Kamasani Sammakarino Sanyata Satham Majiwino Apamata Sayaso Piwakati. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Út trường âm ngắn, tha trường âm thông thường, ná quá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, ti trường âm thông thường, má đoạn âm, tô trường âm thông thường. Câu số 2, xú chí hai đoạn âm, khăm mát hai trường âm ngắn, xá đoạn âm, ní đoạn âm, xăm trường âm ngắn, má đoạn âm, kha trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammasani Sammakarino Sanyata Sathammachi Vino Appamatta Sayaso Piwak. Tha tí. Phân tích câu số 3, sanh trường âm nhắn, nhá đoạn âm, tas trường âm nhắn, xá đoạn âm, thâm trường âm nhắn, má đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, nô trường âm thông thường, câu cuốn cùi hay câu cuối cùng, áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, map tas hai trường âm nhắn, xá đoạn âm, giá đoạn âm, sô trường âm thông thường, phí đoạn âm, quắc trường âm nhắn, thá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sanyata satham machi vino apamatta sayaso piwakati. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammasani Sammakarino Sanyata Sathammachi Vino Appamatta Sayaso Piwakkhati. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammasani Sammakarino Sanyata Sathammachi Vino Appamattasaya so piwakkhati. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammasani Sammakarino Sanyata Sathammachi Vino Appamattasaya so piwakkhati. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều, sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ui, sao con chưa đọc xong bài sư cho con bông qua trước vậy sư? Phải không đó? Sư thấy con cái sai gì không sư? Sư cho con biết nha sư. Quý vị thấy tôi có đọc sai gì không quý vị? Quý vị cho biết nha. Sao bữa nay chỉ có mình Hồng Thị Kim Nhung cho vỗ tay vỗ chân người ta? Cảm ơn Hồng Thị Kim Nhung nha. Với quý vị cho bông hoa có hai người à. Có, ui, có cô Mít Trà đã vỗ tay vỗ chân đó. Là tốt đó. Hai người tốt đỡ hơn một người ha. Dạ, mời Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp nha. Cảm mời Hồng Thị Kim Nhung kế nha. Rồi. À, alo, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo lễ sinh đức. Con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã bớt bài. Con xin đọc bài Kệ Ngô 23. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammasani Sammakarino Sanyata Sathammachi Appamatta Sayaso Piwakkhati. Uttha
na qua ti to su chi cam ma sa ni sam ma ca ri no sanh nha ta sa tham ma chi áp ba ma ta sa ya so phi tha ti. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không Phật lành ngày tăng trưởng, là bản dịch của Hạt Tinh Châu. Con xin phân tích ạ. Út là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, ná quá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, má là đoạn âm, tô âm thông thường, xú chí là hai đoạn âm, cam mas là hai trường âm nhấn, xá ý là hai đoạn âm, sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, no là trường âm thông thường, xanh là trường âm nhấn. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Ut tha na wa to sa ti ma to su chi kam ma sa ni sam ma ka ri no. Câu 3 và câu 4. Xanh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, no là trường âm thông thường, up là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát, tas là hai trường âm nhấn, xá, giá là hai đoạn âm, so là trường âm, phí là đoạn âm, bát là nhấn, thá, tí là hai đoạn âm. Sanh nha ta sa tham ma chi vi no bát ba ma ta sa ya so phi wa tha ti. Ut tha na wa to sa ti ma to su chi kam ma sa ni sam ma ka ri no sanh nha ta sa tham ma chi vi no áp ba ma ta sa ya so phi wa tha ti. Dạ con xin kể ạ. Uthana wa to sati ma to suci kamasani samma karino sanyata sa thamma chi wino abba mata sa jaso fi watati. Uthana wa to sati ma to suci kamasani samma karino sanh nha ta sa tham ma chi vi no appa ma ta sa ja so phi wa tha ti. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, được tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật tiếng lành ngày tăng trưởng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp con ạ. Con tri ân sư. Dạ. Thân mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ kính chào đạo tràng, kính cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin đánh lễ sư trí đức, con kính đánh lễ quý sư và quý cô phụ nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 24. Uthana wato sati mato suci cầm masani sam makarino sam nyata sa tham machi we know abba mata sa yaso fi watati uthana wato sati mato suci cầm masani sam makarino utta trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ná quá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, ti trường âm thông thường, má đoạn âm, tô trường âm thông thường, xú chí hai đoạn âm, cam mát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, ní đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, ca trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường,
sanh trường âm nhấn, nhá, đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, nô trường âm thông thường. Sanh nhá tát xá thầm ma thầm, sanh nhá tát xá thầm ma chi quý nô, áp ba mát tát xá giá sô, bi quát thá tí. Áp trường âm nhấn, á đoạn âm, mát trường âm nhấn, thát trường âm nhấn, xá giá hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, phí trường đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Út thà na quá tô sa tì ma tô su chi cầm ma sa ni sầm ma ca ri nô sanh nhá ta sa thầm ma quỳ sanh nhá ta sa thầm ma chi quỳ nô áp ba ma ta sa ya sô phi quát tha tí. Út thà na quá tô sa tì ma tô su chi cầm ma sa ni sầm ma ca ri nô sanh nhá ta sa thầm ma chi quy nô áp ta ma ta sa ya sô phi quát tha tí. Út thà na quá tô sa tì ma tô su chi cầm ma sa ni sầm ma ca ri nô sanh nhá ta sa thầm ma chi quy nô áp ta ma ta sa ya so phi quát áp ta ma ta sa ya so phi quát tha tí. Út tha na quá tô sa ti ma tô su chi ca ma sa ni sa ma ca ri no sanh nhá ta sa tham ma chi vi no ác ba mát ta sa ya so phi quát tha tì. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Tờ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Là con đã đọc xong, con xin xuống mít. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chiến Đức cùng với đạo quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu số 24. Uttha na vattu sattimattu su chi kamma sa ni samma karino sanyatta sa thamma chi vino appamatta sa yasu fi vattati. Con xin phân tích câu 1 và đoạn âm tô trường âm thông thường, xá đoạn âm ti trường âm thông thường, má đoạn âm tô trường âm thông thường, xuống chí hai đoạn âm căm mát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm ní đoạn âm xăm trường âm nhấn, má đoạn âm ca trường âm thông thường, rí đoạn âm nô trường âm thông thường. Út thà na quá tù sa ti ma tù su chi cầm ma sa ni sam ma ca li no. Câu 3 và 4. San nya tha sa tham ma chi vi no ap pa ma tha sa ya su phi wat tha ti. San trường âm nhấn, nhá trường âm, nhá trường âm, xin lỗi, nhá đoạn âm, tha trường âm nhấn, xá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, nô trường âm thông thường, áp trường âm, áp áp trường âm vá đoạn âm, mát trường âm nhấn, thát trường âm nhấn, xá giá hai đoạn âm, xu trường âm thông thường, phí đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá đoạn âm, tí đoạn âm,
san nhất thất sát tham ma chi quý nô áp bát mắt thất sát dạ sù phi quát tha tí út thà na quát tù sa thì mát tù su chi cầm mát sa ni sam ma ca ri nô san nhất thất sát tham ma chi quý nô áp bát mắt thất sát dạ sù phi quát tha tí. Nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngài tăng trưởng của hòa thượng Thích Minh Châu. Un tha na wa tu sa ti ma tu su chi cam man sa ni sam ma ka ri no san nhan tan sa tham ma chi wi no am pa man tan sa ya su phi wan ta ti. Un tha na wa tu sa ti ma tu su ki kham ma sa ni sam ma ka ri no san nhan tan sa tham ma chi wi no am pa man tan sa ya su phi wan ta ti. Dạ con kính ông tri ân ngài, con kính tri ân ông quý bà quý cô tư nữ, con không có sai, hôm nay chắc con sai rồi. Dạ, xin chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Uttha Nawato Sati Mato Suchikam Masani Sammakarino Sanyata Sajatham Machi Vino Appamata Sayaso Piwatati. Uttha Nawato Sati Mato Suchikam Masani Sammakarino Sanyata Sajatham Machi Vino Appamata Sayaso Piwatati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Út trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ná quá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, ti trường âm thông thường, ná đoạn âm, tô trường âm thông thường, xú chí hai đoạn âm, căm mát hai trường âm nhấn, xá mí hai đoạn âm, sam trường âm nhấn, má đoạn âm, ca trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Uttha Nawato Sati Mato Suchikam Masani Sammakarino. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sanh là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá chá hai đoạn âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, nô trường âm thông thường, ấp trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát tás hai trường âm nhấn, xá giá hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, xí đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm. Sanh nhất tát sa cha tham ma chi no appa mat tát sa ya so phi quát tha ti. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 24. Uttha Nawato Sati Mato Suchikam Masani Sammakarino Sanyata Sacha Thamma Chi Vino Appa Matta Saya So Phi Vatthati. Uttha Nawato Sati Mato Suchikam Masani Sammakarino Sanyata Sacha Thamma Chi Vino Appa Matta Saya So Phi Vatthati. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, an sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Uttanawato sati mato suci kamasa ni sama karino sanyatasa jatama jivino appamattasa yasopi watthati. Uttanawato sati mato
kamasa sama karino sanyata sa jatama jivino apamata sa yasopi watate. Dạ thưa con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai nhờ sư trí thức chỉnh sửa giùm con, nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Sích An Nhiên, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kỳ Mát Ta, cảm ơn Văn Thanh. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, có vị nào đang cầm mic không ạ? Nhật Quỳnh nghe rung em rung, Nhật Quỳnh trả lời nên không biết là có vị nào cầm mic hay không. Nếu Nhật Quỳnh có dược mít ai thì xin cho tín hiệu Nhật Quỳnh nhận mít ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu trạc. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không ạ? Nhật Quỳnh kính mời bàn tay ạ. Dạ, cô Phúc Hạnh trả bài chưa cô? Kim Nhung ơi. Cảm ơn Kim Nhung, Kim Nhung mời trực máy, có thấy vị nào chưa trả bài không? À, cho một tín hiệu giá xa thú mọi hình kiểm nha. Dạ, Nam Mô Nam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Cái giờ chỗ của con ở bây giờ nó bị ồn ào quá. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 24. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammat Sani Sammakarino Sanyatat Sathamma Jivino Appamat Tát sa ya chô thi vat tha ti. Dạ, con phân tích câu 1, câu 2. Úc là trường âm nhấn, tha trường âm thông thường. Ná quá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Sa trường âm nhấn, ti trường âm thông thường. Má có con phân tích lộn rồi, phân tích lại từ đầu. Út trường âm nhấn, tha trường âm thông thường. Ná quá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Xá trường đoạn âm, ti trường âm thông thường. Má đoạn âm, tô trường âm thông thường. Số chí hai đoạn âm, căm trường âm nhấn, mát trường âm nhấn, xá đoạn âm, ní đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, ca trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Uttha Navato Sati Mato Suchi Kammat
sani sammaka dino. Dạ con xin phân tích hai câu tiếp. San trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, thăm trường âm thông thường, má đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, nô trường âm thông thường, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tát trường âm nhấn, xá giá hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, khí đoạn âm, quát trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, sanh nhát ta sa thầm ma chi huy nô ấp ba ma ta sa ya sô huy quát thá tí. Dạ con đọc lại nguyên bài. Út thà na wa tô sa tì ma tô su chi cầm mát sa ni sầm ma cà ri nô sanh nha tát sa tham ma chi ni vi no áp ba ma tát sa ya so vi wat tha ti. Dạ con xin kể. On tha na wa to san ti ma to su chi kam ma sa ni sam ma ca di no san nya tat sa tham ma si vi no ap ba ma ta sa ya su phi vi ya su phi wa tha ti. Nỗ lực giữa chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con trả bài xong, dạ con xin dâng mít lời cho đạo tràng. Dạ sa thủ xin cảm ơn, xin thành kiểm. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, đại đức tuệ của Quang Lâm vào đạo tràng. Và cảm ơn chị Mata Thiện Vũ và đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Hồng Mai. Và bây giờ thì con chưa thấy cái bàn tay của Phật tử nào, tại con từ xa con chạy tới đây nên con chưa biết vị nào cả. Kể rồi chị đâu chưa, nhưng mà con có quý sư vào, con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Tề Đức. Dạ xin quý sư lên cùng chúng con ôn bài để đạo tràng ấm áp hơn ạ. Và sau đó kính mời hai cô tu nữ. Dạ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tề Duyên ạ. Dạ nhà có chư tăng vào thì đạo tràng chúng con rất ấm cúng, để có mình ngài Tề Đức trơ trọi có một mình hoài. Dạ. Dạ, đại đức Pháp Trang, đại đức tuệ đức có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu ạ. À, con kính dân mít đến quý sư ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, đại đức Pháp Trang, đại đức tại đức có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều luôn ạ. Dạ, con kính nhân mít với đại đức tại đức trước ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức. Thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu Kinh Pháp Cú số 24.
Uttha na vato sati vato Suchikamma sanisam makarino Sanyatat satham machivino Appamattat sayaso vivathati. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Dạ, con xin kệ. Uttha na vato satimato Chidikamma sanisam makarino Sanyata satam machivino Appamatta sayaso vivathati. Uttha na vato satimato Suchikamma sanisam makarino Sanyata satam machavino Appamatta sayaso vivathati. Uttha na vato satimato Suchikamma sanisam makarino Sanyata satam machavino Appamatta sayaso vivathati. Dạ, con xin hết ạ. Con có chỗ nào sai xin nghe chí Đức sửa giùm con ạ. Dạ, xin mời người tiếp theo ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức Tuệ Đức và xin thân chào toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử. Nhờ giờ đây chúng con xin được học câu Pháp Cú số 24. Uttha na vato satimato Uttha na vato satimato Suchikamma sanisam makarino Sanyata satam machivino Appamatta sayaso vivathati. Hôm nay đọc không có hay. Uttha na vato satimato Suchikamma sanisam makarino Sanyata satam machivino Appamatta Uttha na vato satimato Suchikamma sanisam makarino Sanyata satam machivino Appamatta sayaso vivathati. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến lành ngày tăng trưởng. Và bản dịch của Hòa thượng Trích Minh Châu. Và bây giờ tôi đã đọc xong rồi, bây giờ xin bài vị kế tiếp một thầy. Dạ, con Nam thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam Đức Phật, Giáo Pháp và con kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ thì Duyên xin phân tích và đọc bài kinh Pháp Cú số 24. Uttha na
Namvato Sato Suchikamma Sanisamakarino. Út là trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ná quá hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, má là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Đoạn sai xú chí hai đoạn âm, cầm là trường âm nhấn, mắt trường âm nhấn, xá ní hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní rí rí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Uttha natti matto suchi sandiso. Đoạn ba, sanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tắc trường âm nhấn, xá đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, nô trường âm. Đoạn bốn, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tắt trường âm nhấn, xá giá hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, phí đoạn âm, quách trường âm nhấn, thá tí hai âm, sanh nhát tá sát tham mắt chi biết nô, áp bám mắt tá sa ya sô, phí quát thá tí, út thà na quát tô sâm, út thà na quát tô sát tì mắt tô, su chi cầm má sanh ni sam mắt ca ri nô, sanh nhát tá sát tham mắt chi biết nô, áp bám mắt tô phí quát thá tí. Bây giờ xin kể. Uthana vato sati mato suci kamma sani sammakarino sanyata sa dhamma jivino abhamata saya so phi quát tha ti quát ti ma to so chi cam ma san ni sam ca ri no san nya ta sa ta chi vi no abhamata saya sukhi vatthati. Nỗ lực giữ chánh niệm, định hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, dạ, tự nhiên đã phân tích và đọc và kể xong. Nếu có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ tự nhiên kính mời vị tiếp tục, vì tự nhiên mới vào cũng không biết vị nào kể rồi hay chưa. Và bây giờ tự nhiên xin xuống mất ạ. Kính mời các vị.
Dạ, xa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Hòa Nhật Bình kính chào đạo tràng. Sao mà hôm nay trong đạo tràng quý vị, sao mà quý vị chuyên ăn quá lặng lẽ quá phải không đạo tràng? Dạ, Nhật Bình chưa bao giờ nghe được âm thanh của Sích An Nhiên. Dạ, hôm nay An Nhiên làm bộ cầm mít thử cái An Nhiên. Dạ, làm bộ cầm mít thử coi âm thanh như thế nào. Người nào mà cầm mít là thường bị thiệt hại phải không Kim Nhung? Ví dụ như Kim Nhung hay Nhật Quỳnh đi, thường cầm mít thì mình thấy người khác thấy nhiều cái sai của mình lắm, nhất là Ngài Chí Đức. Ồ, máy An Nhiên không nói được. Lý do sao mà máy An Nhiên không nói được? An Nhiên dùng máy gì và dùng điện thoại hay laptop hay iPad? Nhật Quỳnh nghĩ máy nào cũng nói được hết á. Dạ, laptop cũng nói được mà iPad cũng nói được mà. Đồ giỡn mà không có đồ giỡn đâu. Giỡn cỡ nào cũng mà vô mà bên thoát được là nói được, phải không Kim Nhung? Kim Nhung đồng ý Nhật Quỳnh không? Giỡn mà vô bên thoát được là nói được. Tại vì bây giờ máy đúng rồi, anh cua mình gan không à? Không cần đồ xịn đâu. Vô room này không cần đồ xịn đâu quý vị. Thấy Nhật Quỳnh nè, giờ nói bản thân Nhật Quỳnh trước đi, đừng nói người ngoài rồi mất công này kia nọ ha. Bản thân mình xài máy laptop mà chừng 300 thôi. Đúng rồi, sư nói đúng đó, lý do không chính đáng. Chừng 300 hoặc 350 thôi. Nhật Quỳnh chưa có xài được cái máy 500 nha quý vị. Nhưng mà Nhật Quỳnh làm việc hơn 10 năm nay rồi, nên là đâu có chuyện gì đâu mà gọi là giỡn, phải không Xích Trần Phụng? Hoặc là điện thoại, như Trần Phụng cũng xài điện thoại nè. Ai dám nói là trong đậu tràng này toàn là điện iPhone không đâu? Có không? Đâu có. Nên đừng lý do không chính đáng kìa. Dạ, sư thử âm thanh đi sư. Âm thanh như lúc này làm eo quá. Con kính dân bến đến sư ạ. Alo, quý vị nghe không ạ? Sao âm thanh sư đưa lên hết mà sao nó cũng... Dạ, nghe rõ hả? Dạ, sao có lúc nghe rõ, lúc nghe không rõ? Chưa, tỉnh như là nghe rõ. Thành năng, chúng tôi đưa hết lên hết luôn mà sao mà nó cứ lúc nhỏ, lúc lớn. Dạ, không biết cái máy này có vấn đề quá. Không biết tại sao cái âm thanh mà chúng tôi đưa lên hết rồi, cái gài cũng... đâu quá, tôi cũng ngồi sát máy thôi mà tôi ngồi hơi xa chút xíu nó không nghe không được. Dạ. Bây giờ tôi chỉ thử để biết âm thanh còn bây giờ gửi mất lại chương trình để chúng tôi coi lại cái âm lượng này. Dạ. Bây giờ gửi mất cho quý vị không còn mạng chùa yếu không mạng chùa rất mạnh yếu đâu. Bây giờ gửi mất lại cho quý vị anh một cái hai vậy. Dạ, con thấy tín hiệu của Ngài rồi, cho con nói với Thượng Tọa Đại Đức Pháp Trang câu thưa bạch Ngài, đợi con dân mít đến Ngài. Dạ, bạch Đại Đức Pháp Trang, sư đem cái máy ra ngoài cho Phú Biển nó chỉnh cho sư, bạch sư. Dạ, bây giờ thì con kính dân mít đến Ngài ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Kinh lễ để Đức Phật Càng, để Đức Quệ Đức. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Hôm nay câu Phật ngôn 24 tương đối khó, nhưng mà quý vị thể hiện rất là tốt, rất là hoan hỷ. Vị nào đọc cũng hay hết. Hôm nay không có những cái lỗi lầm ha. Chỉ có cái bài này kể hơi khó một tí thôi. Nhưng mà dòng kinh, chúng tôi chú trọng về dòng kinh, trường âm và đoạn âm. Quý vị đọc tự tin, đó là cái điều thành công. Còn cái dòng kể thì sao cũng được hết á. Nhưng mà cái dòng kinh của quý vị rất là tiến bộ. Quý vị đọc mà quý vị biết đúng, biết sai, đó là một sự thành công lớn ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từ, tức là chúng ta đọc xong thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào ha. Câu đầu tiên: Uttha Navato Sati Mato. Uttha Navato Sati Mato. Câu đầu tiên này chúng ta thấy có hai từ: Uttha Navato. Ở đây chữ Uthana, Uthana nó là một danh từ trung tính, Akrantana Pumsakalinga. Uthana có nghĩa là sự tích cực, sự nỗ lực. Bởi vì trong cái chữ Uthana, căn ngữ tha có nghĩa là đứng. Rồi cái từ quá tô phía sau có nghĩa là do cái vấn đề sở hữu. Tiếp vị ngữ quanh tú, Uttha na quanh tú. Và ở đây nó được chia theo sở hữu cách số ít, sa thí quỳ phá tí e ca quá trình á. Cho nên Uttha na quanh tú nó biến thành Uttha na quá tô. Đối với người có sự tích cực, Uttha na quá tô đối với người có sự tích cực. Rồi bây giờ từ thứ hai, sati, sati mato, sati mato. Ở đây do cái từ sati cộng với manh tú, sati manh tú. Nhưng mà sati manh tú ở đây nó cũng được chia theo sở hữu các số ít, chắc khi bị phát thì e cao quá trình á. Cho nên sati manh tú nó biến thành sati mato. Sati mato là của người có niệm. Quý vị nhớ chỗ này nha, sati mato chứ không phải là samma sati. Chữ samma sati mới là chánh niệm. Còn ở đây sati mato tức là người có niệm. Và trong room này, quý vị chú ý nha, khi nào chúng ta xài chữ chánh, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy là vân vân, khi nào mà sử dụng chữ chánh đó tức là ám chỉ các bậc thánh. Còn thường thường thì chúng ta trí nhớ và sự biết mình hay là niệm, niệm chứ không nên xài cái từ chánh niệm. Quý vị chú ý chỗ này ha, giữ niệm chứ không phải là giữ chánh niệm. Vậy thì cái câu đầu tiên này, tức là nỗ lực ha, tức là có sự tích cực này, sự nỗ lực này của người có niệm. Và câu số 2, Suchikammasanisammakarino. Câu số 2,
Xú chí câm á, chữ xú chí có nghĩa là trong sạch, mà câm á nó là một danh từ trung tính. A có lần ta là bùm sắc cả linh gá. Câm á do cái động từ cá rù tí, có nghĩa là hành động, việc làm. Xú chí câm á tức là việc làm trong sạch, nhưng mà ở đây nó được chia theo sở hữu cách chủ ích. Cha thi vì phát tí ế cao quá trình á, cho nên su chi cầm má nó biến thành su chi cầm mát xa, là của việc làm trong sạch, của việc làm trong sạch. Su chi cầm má rồi ni sam makarino, ni sam makarino. Ở đây chúng ta thấy ni sam ma tức là sự thận trọng, sự cân nhắc, sự thận trọng, sự cân nhắc. Và karino do cái từ kari, kari là một danh tính từ nam tính ha, có nghĩa là hành động. Và kari ở đây cũng muốn được dựa theo sở hữu cách số ít, chát thí vì phát thí e cao quá trình á, cho nên kari biến thành karino. Ni sam mắc karino của người có sự cân nhắc, của người hành động. Rồi chúng ta tiếp tục câu số 3. Sanyatassa dhamma chi vino, sanyatassa là sao nè, sanyatassa dhamma chi vino. Chữ sanyatassa, sanyatassa chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sang, đối với cái căn ngữ dâm, ở đây tiếp được ngữ sâm có nghĩa là hoàn toàn tự mình, và căn ngữ dâm ở đây có nghĩa là thu thúc an tịnh, thu thúc an tịnh. Căn ngữ dâm cộng với tá trong cái dạng quá tương tự, và nó cũng đứng ở trong sở hữu các số ích chát thí vì có tiề cao quá trình á. Sanyatassa của người đã tự chế ngự, của người đã có sự thu thúc. Rồi thầm mất chi quyết nô, thầm mất chi quyết nô. Thầm mất có nghĩa là pháp, có nghĩa là đúng đắn. Chi quyết nô, chi quyết nô do cái từ chi quy, chi quy là một danh tính từ nam tính, và cũng được chia theo sở hữu các số ít chát thí vì phát thí e cao quá trình á. Thì nên cái từ chi quy nó biến thành chi quy nô, chi quy nô, người có sự sống ha, người có đời sống, người có mạng sống. Và ở đây thì thăm mất chi quy nô của người sống đúng đắn, của người sống theo pháp. Của người sống theo pháp. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng
Abhamattasayaso Hivathati Abhamattasayaso Hivathati. Chữ Abhamattasa ở đây chúng ta thấy tiếng đồng ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Rồi Abhamatta căn ngữ mắt ở đây có nghĩa là đam mê, say đắm. Abhamatta ý nghĩa là đã say mê, đã đam mê, đã phóng dật, đã phóng dật. Nhưng mà con cái có gì ấp ở phía trước hay là không? Abhamattasa trong sở hữu các số ý khác thí vì phát thí hệ câu chẳng ngã cho chúng ta ý nghĩa của sự không phóng dật. Abhamattasa của sự không phóng dật. Rồi Yaso Phivakati. Yaso Phivakati. Cái chữ Yaso do cái từ Yasa. Yasa là một danh từ trung tính. Aklan Tanapum Sakalinga. Yasa ở đây nó được đứng làm chủ từ số ít. Và tham án Ekavachana Vipati giá xá biến thành giá sô. Giá sô có nghĩa là tiếng lành. Cái từ giá xá ở đây chúng ta liên quan đến một vị thánh ha, một vị thánh thứ sáu trong hàng thánh tăng. Cái vị thứ sáu này cũng có tên là Giá Xá. Quý vị khi học tới cái chữ Giá Xô, Giá Xá này thì nhớ đến Ngài Giá Xá và 50-55 người bạn của mình. Đây là một cái nhóm người, một cái công ty, một cái dịch vụ mà đi thiêu xác người chết. Mà Ngài Giá Xá này là trưởng phái đoàn ha. Đọc từ đây thì quý vị nhớ lại cái vị thánh tăng thứ sáu ha. Tức là sau anh em Kiều Trần Nhơn thì Ngài Giá Xá này là cái vị thứ sáu. Mà Giá Xá này là con của nàng Sujata ha. Nàng Sujata khi mà dâng cơm đề hồ á, cơm sữa đến Đức Bồ Tát và Đức Bồ Tát dùng cơm sữa đó nhờ cái sức khỏe đó mà tu tập trở thành Phật ha. Ngài Giá Xá này là một người con đầu tử dưới gốc cây đại thọ. Rồi chúng ta tiếp tục. Abhivathati. Abhivathati chữ giá sô ha. Cộng với Abhivathati và chúng ta thấy nó biến đi chữ A rồi ha. Abhivathati, Abhi có nghĩa là bên trên. Vathati đây là một động từ mà căn ngữ vat có nghĩa là tăng trưởng, lớn mạnh. Abhivathati đây là một cái động từ gọi là phát triển, phát sinh, tăng trưởng, lớn mạnh. Mà lớn mạnh, tăng trưởng, phát sinh cái gì? Cái tiếng lành, cái tiếng tốt. Yaso là tiếng lành, tiếng tốt. Vậy thì câu Phật ngôn 24 cho chúng ta một cái ý nghĩa. Đối với người có sự tích cực, có niệm, có việc làm trong sạch không lỗi lầm, là vị hành động có sự cân nhắc, tự chế ngự, sống đúng đắn, không sao lãng, thì danh tiếng được tăng trưởng. Đối với người có sự tích cực, có niệm,
có việc làm trong sạch không lỗi lầm, là vị hành động có sự cân nhắc, tự chế ngự, sống đúng đắn, không sao lãng, thì danh tiếng được tăng trưởng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đọc phổ thơ Lục Bát thế này: tinh cần chánh niệm hỡi oai, giữ gìn tịnh hành trong ngoài chăm chuyên, tự điều theo pháp sống thiền, nỗ lực sung mãn thiện hiền tấn tăng. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hành trong ngoài chăm chuyên, tự điều theo pháp sống thiền, nỗ lực sung mãn thiện hiền tấn tăng. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hành, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến lành ngày tăng trưởng. Nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hạnh, hành thanh trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến lành ngày tăng trưởng. Ở trong hai bài thơ này của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, của Ngài Hòa Thượng Giới Đức đều sử dụng chữ chánh niệm ha. Nhưng mà trong cái vấn đề văn xuôi á, trong vấn đề văn xuôi, đối với người có sự tích cực, có niệm, có việc làm trong sạch, ở đây dùng cái chữ có niệm chứ không phải là niệm ha. À, quý vị so sánh hai cái vấn đề này để rồi chúng ta suy tư. À, quý vị biết Ngài Liệu Tông không bao giờ sử dụng cái từ chánh niệm, không bao giờ, bởi vì cái từ chánh niệm, chữ chánh nó áp dụng cho các bậc thánh, còn chúng ta thì con người nó bất thường lắm, ác nhiều hơn thiện, cho nên không thể sử dụng chữ chánh được, mà dùng cái từ có niệm, có sự ghi nhớ, có sự biết mình thì nó tốt hơn là dùng cái từ chánh niệm ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Học thì chúng ta phải hiểu câu Phật ngôn này tại sao rắc rối, tại sao có ý nghĩa thế này thế kia. Đọc thì khó quá, nhưng mà khi mà chúng ta nghe được cái duyên sự hay thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề gọi là nó thích nghi với cái cá tính của mình, để rồi từ cái khó đó chúng ta khắc phục. Câu Phật ngôn 24: khi mà Đức Phật ở tại Trúc Lâm, chữ Trúc Lâm này viết như thế nào đây? Có nghĩa là vườn trúc á, khu rừng trúc. Chữ Trúc Lâm quý vị biết, quê Lu Quan Á, đúng rồi, Quan Á là cái vườn, hay là cái khu rừng. Quê Lu Quan Á, quê Lu là những cây trúc. Tại vườn Trúc Lâm này, tại chùa Trúc Lâm này, thì Đức Phật đề cập đến một cái vị trưởng giả, một vị phú hộ tên là Kumbhakosaka. Kumbhakosaka, chữ này viết sao đây bà con? Kumbhakosaka, Kumbhakosaka chính xác. Có một cái nhà trưởng giả ở trong thành Vương Xá Rajagaha. Ông ta bị nhiễm bệnh thời khí. Nhiễm bệnh thời khí thì ở đây cũng giống như là Covid của chúng ta, có nghĩa là mất dịch. Nhiễm bệnh thời khí có nghĩa là một cái trường hợp mà ôn dịch nó nặng hơn là cái nặng Covid của chúng ta. Nặng như thế nào? Tức là ruồi lần đã chết trước này, rồi những thú vật, bọt cái, súc vật, là những loài thú nó chết trước. Và khi mà nó chết như vậy thì nó lây
qua các nô tỳ, các công nhân, rồi từ đó nó lây tới chủ nhà luôn. À, cái này nó nặng hơn là cái vấn đề Covid của chúng ta ha. Và quý vị biết rằng 3 bài học trước chúng ta cũng bị cái nạn dịch này. À, bây giờ cái bài học 24 này cũng mắc dịch luôn. À, thì quý vị thấy rằng khi mà mới phát thì ruồi lằn nó chết chết, rồi súc vật, bò cái, trâu, bò, heo, dê gì cũng liên tiếp nó chết theo. Rồi nó lây qua các cái công nhân, các nô tỳ, các cái người hầu hạ. Rồi sau cùng nó lây đến chủ nhà. Khi mà biết mình lâm trọng bệnh thì biết chắc rằng không thoát khỏi thần chết. Thì hai ông bà trưởng giả này mới nhìn cậu công tử đang đứng gần đó mà bảo rằng: con ơi, nghe nói cái bệnh này mới phát, những cái người mà phá vách chạy thoát ra ngoài thì được sống sót. Tức là khi mà chúng ta mà bị cái vấn đề mà dịch á thì phải phá vách mà chạy, chứ không được mà đi ra cửa một cách đàng hoàng ha. Đi ra cửa một cách đàng hoàng thì không an toàn, mà phải phá vách nhà để mà nhảy ra ngoài thì cái dịch này nó mới sợ. Vậy thì con đừng có lo cho cha mẹ, hãy chạy thoát đi cho mau. Nếu mà con còn sống ngày nào và con trở về đây thì hãy đến hầm của cha mẹ chôn giấu 400 triệu đồng vàng, con đào lên lấy cái của đó mà sinh sống. Nghe những lời trăn trối của song thân trong cái giờ hấp hối thì cậu con trai xúc động đến nỗi rơi nước mắt, vừa lại vừa khóc. Cậu không biết làm gì hơn là vâng lời cha mẹ, phá vách trốn tránh tử thần, chạy ra ngoài và chạy về cái miền Sơn Lâm, lên trên núi. Cậu ta ở tại đó 12 năm trời, rồi dịch bệnh nó trôi qua trở lại bình thường, cậu ta mới quay về nơi chôn nhau cắt ruộng. Lúc ra đi là một tiểu công tử hãy còn ấu xuân, bây giờ thì trở về râu tóc nó sum suê, mặt mày thì nó đổi khác, nên không ai nhìn biết cậu ta là con của một nhà đại phú đã từ trần. Công tử lén đến thăm cái hầm chôn vàng mà song thân quá cố đã di ngôn lại cho cậu. Thì công tử thấy còn nguyên, mới nghĩ thầm: bây giờ thì cũng còn ai nhận ra ta. Nếu ta đào lên lấy cái kho vàng này mà tiêu xài thì làm sao mà tránh khỏi chính quyền sẽ bắt bớ làm khó dễ ta. Tôi nghĩ rằng ta là một cái kẻ bần cùng, đào trộm của người họ đã chôn giấu. Thôi thì ta hãy kiếm việc làm thuê làm mướn để lấy tiền sống qua ngày. Và thế là công tử đã cải trang, ăn bận rất rưới, đi vào một cái xóm lao động, vừa đi vừa nói: ai có cần người mướn hay không? Khi đó thì có một người ở mướn, trông thấy cung phá khô sạc ca trong cái bộ y phục bằng cùng đi xin việc, thì bảo rằng: này chú em, làm việc này giúp cho bọn ta thì bọn ta sẽ cấp lương thực cho chú em. Việc gì đó mấy anh? Ồ, việc này thì dễ ở cả. Nếu mà chú em mày siêng năng thì cứ hừng đông dậy cho sớm, đi lanh quanh kiếm các công nhân mà kêu gọi họ: anh em ơi, hãy thức dậy, đẩy xe ra ngoài, và đã đến giờ thả voi thả ngựa ra đồng rồi nghe. Chị em cũng mau mau dậy nấu cơm nấu cháo đi nghe. Chỉ công việc chỉ có chừng đó mà thôi. Công tử nghe và chấp nhận: được, tốt. Và khi đó công tử được cấp cho một cái nhà ở gần nơi đó.
mỗi ngày công tử làm tròn bổn phận mà họ để giao. Thời bây giờ thì đức vua Bhimisara có phép, có cái tài nghe cái tiếng nói mà biết được cái thân thế của người đó, biết được cái vận mệnh của người đó. Thì một hôm đức vua Bhimisara tình cờ nghe được tiếng nói của công tử Kumbhakusaka, mới buộc miệng phán rằng đây là tiếng nói của một thanh niên giàu có cư phú. Và lúc đó thì có một cái bà vương phi đứng hầu đức vua, bà muốn hỏi nhưng mà là nghĩ thầm rằng chắc cái lẽ đức vua cũng chẳng dạy cho ta biết cái việc này đâu, ta phải tự mình truy tìm cái sự thật này. Tại sao đức vua nghe cái giọng nói mà là biết người đó giàu có? Rồi bà mới sai một cái quan hầu cận đi ra ngoài canh đi điều tra coi cái người thanh niên đó như thế nào. Rồi vị quan này vội vã ra đi gặp mặt công tử Kumbhakusaka, rồi trở về tâu rằng: tâu linh bà, cái người thanh niên đó là một người nghèo khổ, làm công cho một cái xóm công nhân. Thì vương phi này mới trình lên đức vua. Đức vua nghe rồi làm thinh. Rồi qua ngày thứ hai, thứ ba, đức vua vẫn nghe cái tiếng nói đó và vẫn nói lên những cái lời như trước, mà khiến cho bà vương phi này đứng hầu nghe được, bà cũng nghĩ ta phải truy cho ra cái manh mối việc này. Bà đã sai phái người đi điều tra nhiều lượt, nhưng mà ai cũng trở về trả lời rằng đó là một kẻ bằng cùng. Bà vương phi mới suy nghĩ, đức vua nghe biết đó là một kẻ bằng cùng thì kinh, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại đây là tiếng nói của một người thanh niên giàu có đại phú, thì việc này ta phải làm cho ra lẽ, ta phải biết rõ cái sự thật mới được. Rồi bà vương phi này mới tâu với đức vua Bhimisara: tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thần thiếp 1.000 đồng tiền vàng, thần thiếp sẽ dẫn công chúa đi theo, nhất định sẽ đem cái kho tàng về nhập vào vương phố. Đức vua chuẩn đấu ban cho vương phi 1.000 đồng tiền vàng. Vương phi nhận tiền rồi bảo công chúa ăn mặc những cái thứ vải thô dơ dáy, rồi hai mẹ mà con biến thành những cái người công nhân đi ra khỏi thành vương xa, giả trang là khách lữ hành. Hai người phụ nữ quyền quý này đi đến ngay cái xóm lao động, vào trong một cái nhà nọ hỏi chủ nhà: bác ơi, chúng tôi đi xa lỡ đường, xin bác làm ơn cho ở đỡ vài hôm rồi chúng tôi sẽ ra đi. Chủ nhà mới đáp: không mấy khi quý vị đến đây hỏi xin ở nhờ, nhưng mà nhà chúng tôi đông người chật chội lắm, ở đùm ở đậu đây không có tiện, hay là đi hỏi nhà của Kumbhakusaka thử coi. Chú ta ở có một mình mà nhà rộng lắm. Rồi vương phi dẫn công chúa đến đó yêu cầu: ông ơi, chúng tôi lỡ đường, xin ông chủ cho chúng tôi ở nhờ một vài hôm. Chàng thanh niên từ chối nhiều lượt, nhưng mà vương phi cứ khẩn khoản van nài: ông chủ làm ơn cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm nay thôi, ngày mai chúng tôi sẽ đi sớm. Ừ, một đêm thì được, hai người ở đỡ một đêm thì cứ ở. Ngày hôm sau vương phi không chịu từ giả lên được, chờ khi mà công tử đi ra đồng làm việc trở về thì vương phi mới bảo: ông chủ ơi, ông có lòng tốt cho chúng tôi ở, chúng tôi không biết lấy gì để mà đền ơn, thôi thì chúng tôi xin nấu cơm giúp cho ông chủ nha. Thôi đi bà ơi, tôi nấu ăn cũng được rồi. Tuy đã bị từ chối như vậy,
Nhưng mà Vương Phi cũng không nản lòng, cứ đeo theo yêu cầu mãi. Rồi về sau cũng được công tử cùng Phao Cô Sa Cả chấp nhận. Vương Phi mới ra chợ mua các thứ ngon lành hảo hạng như là cơm trắng, gạo thơm, rồi đem về nấu nướng theo những thực phẩm của thực đơn của nhà vua. Cơm trắng như là bụng bưởi ha, thêm hai ba món sơn hào hải vị ha. Rồi chờ cho công tử đi làm về, dọn ra. Khi thấy công tử đã dùng xong bữa có vẻ hài lòng thỏa mãn, Vương Phi mới nói với ông chủ rằng: ông chủ ơi, mẹ con chúng tôi cùng mệt, sức khỏe không được ổn định, xin ông chủ cảm phiền cho mẹ con tôi ở thêm một vài ngày nữa. Công tử cùng Phao Cô Sa Cả mới nhận lời: ừ, cũng được. Ngày hôm sau, Vương Phi đích thân đứng ra nấu các cái món thực phẩm và dọn lên cho công tử ăn. Và thấy công tử ăn uống thấy có vẻ hài lòng, Vương Phi mới nài nỉ xin ở thêm một ngày nữa thôi. Nay một ngày, mai một ngày, cứ lần lượt như vậy. Và thừa lúc công tử cùng Phao Cô Sa Cả vắng nhà, Vương Phi mới dùng cái dao bén cắt đứt nhiều khúc ở dưới hai phía bên dưới giường nệm của công tử Cô Sa Cả. Công tử cùng Phao Cô Sa Cả đi làm về, ngồi trên giường thì cái giường nó luôn thấp xuống. Thắc mắc tại sao cái giường này nó thủng xuống như vậy này. Thưa ông chủ, các mấy đứa con nít ở lối xóm lại đi chơi, chúng nó nghịch quá, tôi ngăn cản mà không được. Chúng nó cả đám trèo lên hết trên cái giường này hoài. Bà ơi là bà, tôi mắc cái nạn gì mà tại sao bà ở đậu đây mà ra? Chứ lúc trước mỗi lần tôi đi thì tôi khóa cửa nhà hết, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Ồ, tôi đã ngăn lũ trẻ nhưng mà ngăn không được, biết làm sao đây ông chủ? Vương Phi kiếm lời chống chế như vậy, rồi cứ ngày một ngày hai xin lưu lại ở trong nhà, cắt đứt hết cái dàn dây mà treo nệm, chỉ còn chừa lại mỗi một cái sự vải tao, còn có một sợi dây mà thôi. Rồi mặc cho công tử chữ phiền hà trách móc. Một hôm công tử đi làm về, vừa ngồi trên giường thì cái giường nệm nó sụp xuống luôn, làm cho công tử té xuống giọng trắng trên hai đầu gối. Công tử đứng dậy cằn nhằn: tôi đã làm cái gì? Tôi sẽ đi đâu bây giờ? Mấy bà bố hại tôi mất cả cái giường nằm. Ông chủ ơi là ông chủ, đừng có buồn, chúng tôi tội nghiệp, tôi biết làm sao hơn. Tại lũ trẻ nó tinh nghịch quá, tôi ngăn không có nổi. Thôi thì bây giờ ông định đi đâu đây? Thôi ông cảm phiền để ngủ đỡ một giường với em gái một đêm đi. Vương Phi mới bảo công chúa: con à, con nằm nếp qua một bên cho anh con nằm chung với. Công chúa nằm chừa một khoảng trống và kêu: ông chủ lên đây nằm đi. Vương Phi cũng giục công tử: ông chủ cứ lên đó mà nằm bên em gái đi. Công chủ cùng Phao Cô Sa Cả lời lên nằm ngủ chung một giường với công chúa. Và chỉ trong cái đêm đó, trai gái đã trao tình với nhau. Sang sau, thiếu nữ phát khóc thút thít. Và nghe tiếng như vậy thì Vương Phi mới gạn hỏi: sao con lại khóc? Thưa mẹ, cái chuyện đó đã xảy ra như vậy rồi. Ồ con à, đã lỡ rồi, có khóc cũng chẳng có ích gì. Với lại con gái lớn thì cần phải lấy chồng, cha lớn thì phải lấy vợ. Con mà được sắp sửa tóc lăn khăn cho công tử ở đây cũng là một việc hay. Nói rồi Vương Phi nhìn nhận công tử là con rể. Và từ đó ba mẹ con sống chung với nhau rất là thuận hòa êm ấm. Cách mấy hôm sau, Vương Phi cho người thông tin lên đức vua, xin bệ hạ cho kỵ binh đi rao truyền cho thần dân ở trong cái xóm lao động này phải ăn mừng lễ khánh hạ.
Nhà nào mà không tuân lệnh thì phải nộp tiền phạt. Đức vua y lời cho lệnh Mã Kỳ bắt loa loan truyền vương lệnh trong cái xóm lao động. Khi đó thì bà mới hỏi chàng rể: con à, có lệnh của đức vua truyền dân chúng trong cái xóm lao động chúng ta phải ăn mừng lễ khánh hạ, vậy con làm sao đây bây giờ? Thưa má, con đi làm thuê lương không đủ sống thì biết làm thế nào bây giờ? Con à, những người mà có nhà ở thì vay mượn được, còn lệnh vua truyền xuống thì không thể lại được đâu con à. Vậy thì con đi hỏi coi có nhà nào cho vay thì con cầm cố vay mượn đỡ một vài đồng tiền vàng đem về cho má. Công tử bực mình quá, vừa đi vừa cằn nhằn. Đi đến cái hầm mà chôn vàng, đào lên lấy một đồng rồi đem về đưa cho má vợ. Vương phi gửi đồng tiền vàng đó lên đức vua và lấy tiền của mình ra xài phí trong cuộc lễ. Thì một vài hôm sau, vương phi là cho người thông tin lên đức vua, cũng tâu xin như trước. Đức vua hạ lệnh cho thần dân ăn mừng lễ khánh chúc. Nhà nào không tuân lệnh thì phải nộp phạt. Công tử cùng nhà đạo tràng quan hệ trả trong giây lát á, sẽ trả chỉ được té cái đùng rồi không còn đất ở trong rung nữa quý vị ơi. Đang hấp dẫn như vậy nhớ lại mất cười quá. Dạ con cũng thỉnh ngài cầm mít đó lại ạ. Nam mô Bụt Tha giá, ngài cầm mít đã té một cái đùng nữa rồi. Hình như là bệnh dịch không có cho nói và nói đụng chạm nên là bị phá hoài phải không quý vị? Và như mình cầm mít một chút chứ để đạo tràng tưởng đâu máy mình có vấn đề rồi chạy ra chạy vào nữa. Quý vị hoan thị cho Nhật Quỳnh nha. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Nhà Nhật Quỳnh cầm mình một chút xíu và thấy ngài trở vào thì Nhật Quỳnh dân mít đến ngài liền. Dương phi mà đi nấu thức ăn cho một người thường dân ăn thì đâu có vừa phải không chị Mẹ Ta? Phải biết hy sinh cái lớn mà cái nhỏ mới lấy được cái lớn. Hy sinh đi nấu cơm mấy ngày là lấy nguyên một cái kho vàng. Rồi xong rồi quý vị ơi, ngày rất nghịch nặng luôn rồi. Dạ con thấy ngài trở lại luôn rồi con. Dạ ngài có nghe được âm thanh cho con. Ngài đứng vững vàng đi rồi hãy ngài hăng mịch mịch ngài có thể bắt tôm hoặc có thể tự nhiên. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá. Ngài được âm thanh con chưa bạch ngài? Ngài cho con xin một tín hiệu à, để giống như hồi nãy ngài mới vào con buông mít cái ngài cầm mít không được rồi, con kính nhân mít đến ngài. Yeah.
Alo, 123, 123. Quý vị thấy trong các vấn đề hả? Nhưng mà cái vấn đề Internet này là cái mà dễ bị chửi lắm. Bởi vì lên mạng thì nó bị mất mạng, mà lên net thì mất net. Quý vị thấy té lên rớt xuống. Nhưng mà rồi quý vị coi như chúng ta hoan hỷ vì vấn đề tạo được những cái thiện pháp. Khi mà đến với những cái room của Phật giáo, chúng ta học được rất là nhiều để cải chánh tri kiến này. Rồi chúng ta tạo được những thiện pháp. Thì dầu có mất nết đi, dầu có mất mạng đi, thì cái đó vẫn tốt thôi. Vì thay rớt mạng, rớt nết, mất nết. Nhưng mà chúng tôi cũng phải bò, cũng phải gượng, phải đứng lên. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Cái bà Vương Phi này thiệt là ghê gớm ha. Bởi đừng nói đàn bà là coi như ngu dốt, coi như người mưu mô. Nói như vậy thôi mà làm tìm ra sự thật. Tìm ra sự thật từ một người mà coi như rất là khôn khéo như Cung Phá Khu Sạc Cá ha. Giả là mấy kẻ bằng hàng, sống một cái đời sống coi như là thấy không màng gì đến cái tài sản, một cái hầm vàng như vậy đó ha. Một hầm vàng đụng chạm đàn bà ha, nó chỉ nói thôi chứ. Còn cái chuyện để sự thật là như vậy nè, cái bà này nè, bà Vương Phi nè, dám đem công chúa nè mà tới coi như là la cà thân cận để rồi cái anh chàng này mặc dù bực mình, vừa đi vừa cằn nhằn, nhưng mà phải ráng đến cái hầm chung bàn đào lên lấy một đồng để đem về đưa cho mẹ. Thì một lần, hai lần như vậy, ba lần như vậy, khi mà cái bà Vương Phi này nhận được tiền của con rể thì mới gọi người thân tín đem đồng tiền đó dâng lên cho vua Bimbisara. Ủa mà đức vua Bimbisara, quý vị nghe như vậy nhưng mà viết ra có đúng không này? Alo, Bimbisara viết là sao đây? Tiếng Việt gọi là Bình Sa Vương. Cái nghe nói rồi cái viết tên chặt lắc đi. Bimbisara nó sẽ nhập Bình Sa, hồi nào viết lên cũng chính xác vậy nè. Sa thủ. Rồi ông Bình Sa Vương này là quý vị biết rằng ông này á, khi mà Đức Bồ Tát đi tu đi qua cái lãnh địa của ổng, khi mà đi xuất gia đấy, thì ông ta thấy cái tướng hảo quang minh của Đức Bồ Tát và nói với Đức Bồ Tát, thôi đi tu làm chi cực khổ, chia cái gia tài này, chia cái vương quốc này làm hai, hãy hưởng cái tài sản này, hãy làm vua, ta một nửa, ngươi một nửa. Tức là thấy Đức Bồ Tát không là thấy đã có cảm tình rồi ha, đã mến rồi ha. Nhưng mà Đức Bồ Tát nói không, từ bỏ cung vàng địa ngọc đi tu mà qua đây còn nhận cái này nữa thì như vậy tu làm gì. Thì ông vua Bình Sa này ông không cản được cái chí nguyện của Đức Bồ Tát, cho nên mới nói là thôi được rồi, tu đi. Nhưng mà khi nào mà thành Phật á thì hãy về tế độ ổng trước. Hư Trúc còn bị chúng kế Thiên Sơn Đồng Lão, trời ơi cũng coi trưởng dữ ha, lục mặt thần kiếm ghê thiệt, Nhất Dương Chỉ. Như vậy thì coi như nghe lời hứa với nhau, Đức Bồ Tát đi tu khổ hạnh rồi thành Phật, rồi bây giờ về tế độ lại cho Đức Vua Bimbisara. Và Đức Vua đã tạo ra cái vườn trúc đầu tiên để dâng cúng đến cho Đức Phật. Thì bây giờ cái ông vua này cũng có cái tài, nghe cái giọng nói của người ta là cũng biết là người đó sang, người đó giàu, người đó bần cùng, vân vân. Thì khi mà nghe cái tiếng buổi sáng mà Cung Phá Khô Sạc Ca
Dậy đi bà con ơi, ra đồng làm ruộng. Dậy đi mấy chị em ơi, nấu cơm, nấu nước. Chỉ nghe cái giọng nói vậy thôi mà ông vua ông biết à, cái tên này giàu lắm, tên này giàu lắm. À, và không phải nói một lần, mà nói nhiều lần như vậy làm cho cái bà Vương Phi này, các bạn nghe, bà nói để đi tìm ra sự thật. Mà sự thật như vậy là hy sinh luôn cả đứa con gái. Và đức vua, à, đức vua khi đã nhận được những đồng tiền vàng mà do bà Vương Phi này à, sai người hầu thân tín đem dâng cho đức vua hả, thì bà Vương Phi này mới nói với đức vua rằng hãy triệu công tử này về triều đi, thì sẽ biết sự thật. Và đức vua cũng y lại à, cho quân đến tới mời công tử cùng phát khô sạch cá. Thì khi mà quân lính mà đến cái xóm lao động này kiếm hỏi người ai là cùng phát khô sạch cá, và sau cùng thì gặp được anh ta à, họ mới nói, quân lính nó mới kêu đại đây ông ơi, có lệnh quốc vua mời ông về triều. Ô công tử, mình đã giả dạng thường dân ăn bận rách rưới thế này mà còn bị quân lính đến tới tìm gọi cúng tên nữa. Ô công tử cùng Phật Hồ Sạc Cá quảng hốt, không biết có chuyện gì mà quân lính đã kiếm mình. Mới đáp rằng à, quốc vương không quen biết với tôi, mà vả lại tôi có làm cái tội lễ gì đâu à, cho nên công tử cùng Phật Hồ Sạc Cá không chịu đi. À, khi đó thì quân lính bất đắc dĩ phải dùng cường lực nắm hai tay của công tử rồi đi. Và thấy họ làm như vậy thì Vương Phi mới quở rằng nè, những cái quân khó dạy này bọn bay nắm tay nắm chân lâu bừa con rể của ta như vậy là bất hợp pháp nghe. Hâm hè quân lính như vậy à, Vương Phi mới trấn ngăn công tử, còn cứ đi đi, đừng có sợ gì hết. Mẹ sẽ về bái kiến đức vua. Rồi đứa nào mà cắm nắm tay nắm chân còn lôi kéo, mẹ sẽ bắt chặt tay của chúng nó. À. Rồi Vương Phi mới dẫn công chúa về triều trước, thay đổi xiêm y, trang điểm tiêm tất, mặc y phục lộng lẫy, rồi đứng chờ ở trong một phía nơi cung đình. Công tử cùng Phát Hồ Sạc Ca bị lính điệu đến sân triều, quỳ xuống triều kiến đức vua xong mới đứng lên chờ lệnh. Đức vua mới hỏi khanh tên là Cùm Phát Phô Sạc Cá phải không, và muốn tâu đại vương phải, vì lý do gì mà khanh có một kho tàng to tát mà lại giấu không khai báo cho ai biết vậy? Muốn tâu đại vương, ngu dân này có kho vàng nào đâu, cố dân nghèo khổ còn phải đi làm mướn kiếm ăn. Thì đó đức vua mới lấy mấy đồng tiền vàng của công tử đưa ra làm tăng vật và hỏi mấy đồng tiền vàng này của ai đây vậy? À, công tử cùng Phật Hồ Sạc Cá nhìn đã biết tiền của mình thì mới sợ hãi. À, trời đất ơi, nguy rồi, tại sao mấy đồng tiền vàng này lại lọt vào tay của đức vua? À, hờ hãi nhìn xung quanh, rồi trông thấy Vương Phi và công chúa xiêm y lộng lẫy đang đứng chỗ ngữ phòng thì mới nói thầm, quả thật ta đã mắc tội khi quân nặng lắm. Hai mẹ con bà này chắc là người của đức vua à, cho theo dò thám ta rồi. Và thấy công tử đứng nín thinh như vậy thì đức vua mới phán bảo, thôi khanh này khai hết sự thật đi, tại sao khanh làm như thế? Tâu đại vương, vì hạ thần không có ai là người bảo trợ để cho hạ thần nương nhờ. Người như trẫm không làm chỗ nương nhờ cho khanh được hay sao? Tâu đại vương, thật là tốt đẹp quý báu, nếu mà hạ thần được đại vương bảo trợ cho hạ thần được có một cái chỗ nương nhờ. À, kho vàng của khanh tất cả được bao nhiêu? Tâu đại vương, được 400 triệu đồng tiền vàng. Hình cần phương tiện gì để đem nó lên?
Tâu Đại Vương hạ thần cần rất là nhiều xe bò. Đức vua truyền lệnh thắng mấy trăm của xe bò cho lính đi theo cùng Pháp Khô Sạc Cá đến cái hầm chôn vàng, lấy vàng chất lên xe bò, trở về sân ngự chất thành một đống to lớn. Rồi Đức vua triệu tập tất cả dân cư ở trong thành Rajagaha đến và phán hỏi: trong thành phố này có ai làm chủ được bấy nhiêu vàng như vậy không? Vua Tâu Đại Vương: không có. Vậy thì ta nên làm gì đây? Tâu Đại Vương: xin Đại Vương hãy trọng thưởng và phong chức tước cho cái chủ của kho vàng này. Đức vua y lệnh ân tứ cho nhiều tặng phẩm, tưởng thưởng công tử Pháp Khô Sạc Cá, phong cho công tử chức thiên hộ và gả công chúa cho công tử. Xong rồi Đức vua với tăng phò mã người đến ý kiến Đức Bổn Sư. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Đức vua mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, quả nhân chưa từng thấy ai cương nghị như người thanh niên này. Mặc dù làm chủ một kho tàng 400 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà không hề ý lại, làm như kẻ bằng hàng, ăn vặn rách rưới, làm thuê trong xóm lao động để mà nuôi mạng. Quả nhân đã khéo dùng mưu mẹo để điều tra mới khám phá ra sự thật và cho đào lấy kho vàng đưa vào triều. Quả nhân đã gả công chúa cho người thanh niên này, phong cho phẩm hàm thiên hộ kiêm chức phò mã. Bạch ngài, quả thật quả nhân chưa từng thấy ai là người giàu nghị lực như cái chàng thiếu niên này. Nghe xong, Đức Phật đáp rằng: Tâu Đại Vương, người mà giữ theo một cái nếp sống như thế mới gọi là sống theo lẽ đạo. Còn cái kẻ bất lương làm nghề trộm cướp chẳng hạn, chỉ chuyên đàn áp nhiễu hại, thì sống trong hiện tại này chúng sẽ không có sự an vui. Quả thật thanh niên con nhà giàu có không may gặp cái cảnh sa sút và chịu khó làm công nhân hoặc là làm nông phu để nuôi mạng như thế thì đáng gọi là sống một cách chân chánh, phải đạo lý. Người mà có sự tinh tấn đầy đủ, sự ghi nhớ biết mình, sau khi dùng trí tuệ cân nhắc rồi mới hành động sao cho chi hành hiệp nhất giữa ba nghiệp thân khẩu và ý, nhất là luôn luôn sống một cái đời sống đạo lý, nương theo cách nuôi mạng một cách đúng đắn, không bao giờ xa lìa những cái ý niệm chân chánh, thì thanh danh về quyền hành, chức tước hoặc là sự nghiệp ngài càng tăng trưởng thêm lên. Và Phật, ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn số 24 này để đưa lên là cha: Uttha Navato Sati Matto Suchikam Masanisam Makarino Sanyata Satham Machi Vino Appamata Sayaso Thiwathati. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt, thiên hộ cùng Pháp Khô Sạc Cá chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Ngoài ra còn có nhiều người chứng đắc thánh quả nữa, nhất là sơ quả do nhờ thính pháp nơi Đức Bổn Sư, và hàng đệ chúng cũng hưởng được rất là nhiều lợi ích. Câu Phật ngôn này theo duyên sự chúng ta thấy rằng có niệm chuyên cần nhẫn biết bao, tấm gương cung phá sáng hùng hậu, giả nghề ti tiện thân hàng hạ, thật kể châu toàn của quý cao. Nếu chẳng tầng vương nghe tiếng mắt thì không hoàng tộc bước chân vào, đức dài phước lớn càng tăng trưởng, bỏ lúc trần ai chịu khổ lao.
Alo, câu Phật ngôn 24 xong rồi, còn 6 phút nữa, quý vị có ý kiến thế nào? À, khi mà nghe câu Phật ngôn này, ba câu Phật ngôn trước cũng nói lên cái tình hình dịch bệnh thiên thời, và dịch bệnh hồi đó còn ghê gớm hơn Covid bây giờ. Quý vị thấy rằng ruồi lằn chết trước, rồi trâu bò súc vật chết theo sau, rồi từ trâu bò súc vật đó lan đến người cũng bị mất dịch rồi chết. Nhưng mà cái mẹo trong cái bài học ngày hôm nay, muốn thoát chết đó thì không ra cửa chính nghe, mà phải phá vách nhà để mà chạy đi thì dịch nó không theo kịp. Ai mà không chịu phá vách mà chạy mà đi ra cửa trước cửa sau là coi chừng. Trong cái câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy, khi mà cái nạn dịch nó đến mà muốn tránh thoát á, thì phải phá vách mà chạy. Nếu mà không phá vách mà chạy mà đi cửa trước cửa sau thì coi chừng mất dịch. Thần kỳ thiệt hả? Trời ơi, vậy mà cũng tin hả? Bây giờ đập nhà đập cửa coi chừng bị ăn đòn nha. Thì cái dịch hồi xưa nó còn ghê gớm hơn cái dịch bây giờ. Quý vị thấy ruồi lằn, rồi trâu bò nè, súc vật nè, rồi tới người chết. Mà khi mà nó chết như vậy tại thành Wesley thì quý vị biết sao? Phi nhân nó xuất hiện để ăn xác chết đó. Phi nhân nó xuất hiện để ăn xác chết. Thì đối với chúng ta thì bây giờ thì tương đối còn nhẹ lắm. Ba câu Phật ngôn trước và câu Phật ngôn này cũng nói lên cái dịch. Người ta bỏ nhà, bỏ của, bỏ của chạy lấy người á, thì người ta mới thoát. Câu chuyện trước thì cô Tú Haliko dẫn vợ với đứa con. Còn trường hợp anh này chưa có vợ, chưa có con, còn con nít. Nghe lời cha mẹ, khi cha mẹ hấp hối, lạy cha, lạy mẹ, con đi. Đi đâu? Đi vô rừng. Rồi 12 năm sau trở về, và bà coi như duy trì được mạng sống. Và câu chuyện được xảy ra, được làm phò mã. Tức là có của mà không có khoe của. Cái gì vậy? Có của mà không có khoe của, biết sống chi tốt, biết giữ mạng. Cho nên, và cái giọng nói của ông ta chứng tỏ là một người giàu có. Mà do ông vua Bimbisara, một người có tài, mới tìm ra một nhân tài, một người mà coi như là đem lại sự an vui cho đất nước. Rồi, alo, còn cái gì không? Có ai thắc mắc gì nữa không? Chúng tôi muốn để một phần thời gian để cho quý vị thảo luận. Cho nếu mà chúng ta học mà thắc mắc không có hỏi, rồi quý vị là nói rằng ôi chán chết đi, không dành nó hết, người ta thắc mắc cũng không cho người ta nói. Vậy thì thời gian còn trống thì quý vị cứ đưa tay lên, trả lời không được thì bữa sau trả lời tiếp, không có sao hết á. Alo, có gì chúng tôi nghiên cứu hết giờ hả? Rồi, hết giờ thôi. Để dành cho quý vị mà cũng không đủ thời gian nữa. Rồi, với bài học ngày hôm nay, tức là qua 4 bài học hả? Cũng là cái thời kỳ Covid. Covid này, Covid-19, mà Covid hồi thời kỳ đó còn ghê gớm hơn. Rồi mũi trâu bò súc vật này kia nó chết tùm lum ha, rồi cái mùi xú ế đó nó bay lên, gọi là rồi nó nhiễm qua tới người chết, chết nhiều quá thì ai chôn? Cần thuốc quắc. Chính cái đó là thiên thời, cái ôn hoàng nó xảy ra mà nó lây ghê gớm lắm. Và người chết như rạ, chết nhiều quá, không ai đủ sức để mà lo cho người khác nữa, cho nên phải bỏ cửa chạy lên người.
mà bỏ của chạy lên người phải phá vách mà chạy, như anh chàng cung Phá Khô Sạc Ha này, anh ta mới sống để sau này mới hưởng được cái kho vàng đó chứ. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Và quý vị thấy rằng chúng ta còn hạnh phúc mặc dù bị mất dịch trên toàn thế giới, nhưng mà chúng ta cũng chưa có bỏ của chạy lấy người, chưa có nghĩa là từ nước này chạy qua nước kia mà chúng ta còn khống chế được, thì đây cũng là một hạnh phúc. Chúng ta hãy chấp nhận cái hạnh phúc hiện tại để biết rằng chúng ta còn thở, và khi chúng ta còn thở thì chúng ta phải tạo sự an vui cho chính mình. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha va che na so ti ho tu sa pa da. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời Sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.